Giáng sinh và năm mới đang đến gần Mùa mua sắm quà tặng đã đến Mọi thứ tăng cao, kinh phí hạn chế Giảm giá rồi nhưng giá vẫn đắt Mua gì cho tiết kiệm và mua ở đâu để được những ưu đãi nhất mà những món quà vẫn chu đáo Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Canada và Thế giới toàn cảnh ngay sau đây Thưa quý vị và các bạn, so với năm 2021, khi chúng ta thấy những người mua sắm bắt đầu sớm và tỏ ra căng thẳng về việc giao hàng chậm trễ và thiếu hàng, thì tâm trạng của năm 2022 có thể gói gọn trong hai từ, lo lắng và mong chờ. Người tiêu dùng đang lo lắng vì sự không chắc chắn toàn cầu và giá cả tăng cao. Tuy nhiên, họ cũng đang mong đợi được ra ngoài sau COVID-19 tham dự các buổi họp mặt gia đình, thậm chí là xem đồ trang trí và nhận được các ưu đãi. Lãm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu trên toàn cầu và ảnh hưởng đến hoạt động mua hàng và thậm chí cả các kỳ nghỉ lễ theo nhiều cách ở các mức độ khác nhau tùy theo khu vực. Sự hào hứng với các dịp nghỉ lễ vẫn còn mạnh mẽ và ở các quốc gia mà vào năm 2021 người dân vẫn bị nhiều hạn chế do COVID-19. Người ta càng háo hức chào đón và giao lưu, đặc biệt là ở các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lạm phát đang tác động đến hành vi và thậm chí là truyền thống mua sắm. 87% người dân cảm thấy căng thẳng về chi phí gia tăng và trung bình 55% thậm chí còn căng thẳng hơn năm ngoái. Từ lạm phát ở khắp mọi nơi và tác động đến tất cả các lĩnh vực và hệ quả đối với việc mua sắm vào dịp lễ đó là 47% người dân nhận thấy chi phí ảnh hưởng đáng kể đến việc mua sắm vào dịp lễ và 43% cho các kỳ lễ. Các trang nghe ngóng xã hội cho biết các cuộc trò chuyện xung quanh lạm phát liên quan đến mua sắm trong kỳ nghỉ đã tăng 35% trong một tháng. Để bù đắp cho chi phí gia tăng, người tiêu dùng ở tất cả các khu vực sẽ thực hiện một số các giảm ngân sách với nhiều khoản giảm chi tiêu cho đồ trang trí ngày lễ, thực phẩm và đồ uống quà tặng và thậm chí là cả quyên góp từ thiện. Tuy nhiên, trong khi giá cao hơn đang gây ra hậu quả, thì lạm phát sẽ không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình hoặc là mong muốn ăn mừng và chi tiêu của người tiêu dùng. 85% cảm thấy hào hứng với dịp lễ và trung bình 1 trên 3 người cảm thấy hào hứng hơn năm ngoái. Đối với nhiều người thì các bữa tiệc tùng sẽ vẫn tiếp tục. Các nước như là Đức, Mỹ và Anh dẫn đầu khi nói rằng chi phí gia tăng sẽ không ảnh hưởng đến việc ăn mừng lễ Người mua sắm năm nay có xu hướng đi đến cửa hàng để mua sắm nhiều hơn. Sau COVID-19, có một sự gia tăng trong các kế hoạch mua sắm tại cửa hàng. Trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, cảm xúc về việc mua sắm tại cửa hàng rất khác nhau. Một số thì hào hứng và luyến tiếc khi nhìn thấy các màn hình trang trí Giáng sinh, âm nhạc ngày lễ và các chuyến đi hàng năm đến trung tâm mua sắm. Trong khi những người khác thì đang sợ hãi đám đông hoặc là chưa sẵn sàng để có được tinh thần ngày lễ. Các danh mục quà tặng như là trải nghiệm, như là vé sự kiện vân vân, điện tử và sách có nhiều khả năng được mua trực tuyến hơn là tại cửa hàng, mặc dù ở Pháp, sách có khả năng được mua tại hiệu sách nhiều hơn là trực tuyến. Trong khi đó, các sản phẩm mà người tiêu dùng chạm vào hoặc là dùng thử có nhiều khả năng được mua tại cửa hàng hơn, đặc biệt là các mặt hàng tạp hóa, thực phẩm và đồ uống. 85% mua tại cửa hàng so với 31% trực tuyến. Hàng gia dụng 66% so với 57%, còn thời trang thì 67% mua tại cửa hàng so với 59%. Với danh mục thời trang, các quốc gia như là Ý, Tây Ban Nha, Úc, Chile và Brazil ưu tiên mua hàng tại cửa hàng, trong khi ở Anh và Đức thì mua sắm trực tuyến vẫn là lựa chọn hàng đầu. Xu hướng mua sắm dịp lễ năm nay là gì? đó là thời trang, thực phẩm và thẻ quà tặng. Mùa lễ này, thời trang và trang phục 45% vẫn là món quà được lựa chọn hàng đầu ở hầu hết các quốc gia. Tiếp theo là đồ chơi và trò chơi ở 35%, còn đồ làm đẹp là 32%, tạp hóa, thực phẩm và đồ uống 30% là danh mục quà tặng số 4 trong năm nay. Cho thấy sở thích về những món quà thiết thực hoặc là những người muốn giải trí nhiều hơn hoặc tham dự nhiều bữa tiệc hơn. Cả thẻ quà tặng và đồ điện tử đều phổ biến, xếp ở vị trí quà tặng phổ biến thứ 5 với tỷ lệ là 28%. Quà tặng thời trang và quần áo vẫn đặc biệt phổ biến ở các nước Latin, với hơn 50% số người được hỏi ở Brazil, Romania, Tây Ban Nha và Chile cũng như là Philippines cho biết họ mong muốn được tặng hoặc là nhận các mặt hàng như là quần áo, giày dép, đồ da hoặc là đồ trang sức. Thời trang ở vị trí đầu tiên Thẻ tiền và quà tặng vẫn nằm trong danh sách mua sắm và mong muốn của nhiều người, nhưng thẻ quà tặng là một lựa chọn trái chiều khi mọi người bày tỏ sự do dự khi tặng mặt hàng này. Ở một số quốc gia hoặc là đối với những người mua sắm lớn tuổi thì thẻ quà tặng được coi là thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất, thẻ quà tặng lại là mặt hàng phổ biến thứ hai. Mỹ với 43%, Pháp là 40%, Úc 39% còn Đức là 38%. Thẻ quà tặng loại bỏ sự phỏng đoán trong việc tìm kiếm món quà hoàn hảo và nguy cơ lãng phí tiền bạc, đồng thời cung cấp một giải pháp thay thế thuận tiện cho việc tặng tiền. Các cuộc trò chuyện trực tuyến về thẻ quà tặng vẫn tập trung vào các danh mục như là điện tử, thực phẩm, đồ chơi và thời trang. Tuy nhiên, năm nay chúng ta cũng thấy sách và trải nghiệm được đề cập cùng với thẻ quà tặng. Với cả hai danh mục đều nằm trong top 5 về số lượng cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, cho dù được tặng bằng nhựa, trực tuyến hay là bằng tiền mặt, thì tiền dưới mọi hình thức vẫn là món quà thời thượng để tặng và nhận vào năm 2022. Trên các mạng xã hội, điện tử vẫn là danh mục bán lẻ được thảo luận nhiều nhất, giống như là năm 2021, nỗi sợ hãi gắn liền với điện tử và công nghệ hơn bất kỳ danh mục bán lẻ nào khác. Nhưng năm nay thì người mua sắm bị căng thẳng vì những lý do khác nhau. Các cuộc trò chuyện đã chuyển từ tính sẵn có của mặt hàng, tình trạng thiếu chip và sự chậm trễ trong việc giao hàng sang giá cả phải chăng cho thiết bị điện tử trong năm nay, giảm giá là yếu tố mua hàng được đề cập nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện xã hội. Tương tự như năm ngoái, danh mục sách thay đổi nhiều nhất giữa các quốc gia, với các phản hồi từ 15% đến 42% dự định đặt những cuốn sách dưới cây thông Noel của họ. Năm quốc gia dẫn đầu bao gồm Pháp 42%, Tây Ban Nha 35%, Anh 32%, Brazil 32% và Ý 30% không giống như thẻ quà tặng, tặng sách là một lựa chọn hợp túi tiền và thể hiện sự chu đáo. Trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, niềm vui là cảm xúc hàng đầu liên quan đến ngày lễ, với mức tăng nhẹ về mức độ liên quan đến niềm vui được đề cập vào năm 2022 so với năm 2021, từ 15,7% lên 18,2%, bất chấp những căng thẳng toàn cầu, người tiêu dùng hầu hết vẫn lạc quan về kỳ nghỉ lễ. Tại Canada, giá cao đang ảnh hưởng đến chi tiêu cho kỳ nghỉ của người tiêu dùng. Một phần ba người Canada nói rằng họ sẽ chi tiêu ít hơn trong mùa lễ năm nay vì giá cả cao buộc họ phải hạn chế mua sắm và tặng quà. Trong cuộc khảo sát với 1.522 người dân Canada cho thấy, 30% số người được hỏi sẽ chi tiêu ít hơn trong các ngày lễ năm nay vì lạm phát tiếp tục buộc mọi người phải cắt giảm chi tiêu tùy ý. Trong khi cuộc thăm dò cho thấy 11% số người được hỏi sẽ thực hiện chi tiêu nhiều hơn trong kỳ nghỉ lễ năm 2022, thì 11% khác cho biết họ sẽ không mua sắm quà tặng gì cả. Thêm 48% người Canada cho biết mức chi tiêu trong kỳ nghỉ của họ sẽ giống như năm 2021. Tuy nhiên, trung bình người Canada nói rằng họ sẽ chi tiêu ít hơn trong năm nay. Cuộc khảo sát cho thấy Mức chi tiêu dự định trung bình cho mỗi người tiêu dùng là 549 đô la 60 cent, giảm 128 đô la 40 cent so với năm ngoái. Lạm phát là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chi tiêu. Trong số những người đang cắt giảm mua sắm trong dịp lễ, 51% nói rằng lạm phát đã khiến họ phải cắt giảm chi tiêu cho mọi thứ. 33% những người giảm chi tiêu cũng cho biết lạm phát khiến quà tặng trở nên quá đắt đỏ và họ không có tiền để mua quà là 34%. Mùa mua sắm cho kỳ lễ cuối năm bắt đầu trước các sự kiện mua sắm Black Friday và Cyber Monday rất quan trọng đối với các nhà bán lẻ. đã có những dấu hiệu cho thấy năm nay sẽ đặc biệt khó khăn. dữ liệu của Salesforce được công bố trong tuần này cho thấy người mua sắm ở Canada đã hạn chế mua sắm vào Black Friday và Cyber Monday ngay cả khi doanh số bán hàng toàn cầu tăng 2% mỗi năm doanh số bán hàng trực tuyến đã giảm 8% so với năm ngoái và giá trị đơn hàng trung bình không đổi tăng 0,3%. Dữ liệu GDP là tổng sản phẩm quốc nội do cơ quan thống kê Canada công bố trong tuần này cũng cho thấy chi tiêu cá nhân đã giảm 1% trong quý 3 của năm. Chi tiêu hộ gia đình giảm 0,3% trong quý 3 của năm, mức giảm đầu tiên kể từ quý 2 năm 2021. Và việc cắt giảm chi tiêu có thể tiếp tục dưới đây là một số lời khuyên từ các chuyên gia giúp người tiêu dùng canada tìm được những món quà hoàn hảo trong thời kỳ lạm phát cao theo ông bruce wider là chủ tịch của bruce wider retail người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này giải thích rằng lĩnh vực bán lẻ rất mong muốn thoát khỏi lượng tồn động hàng tồn kho lớn đã tích tụ trong nhiều tháng do chuỗi cung ứng bị gián đoạn wider đặc biệt chỉ ra canadian tire winners homesense best buy và amazon là những nhà bán lẻ hàng đầu mà ông dự đoán sẽ thấy giá giảm mạnh. Amazon dự báo trong doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ yếu nhất trong lịch sử. Ông Wider tin rằng điều này sẽ dẫn đến việc gã khổng lồ thương mại điện tử này giảm giá sâu hơn bình thường. Trong nỗ lực tăng doanh số bán hàng nhiều nhất có thể trong mùa, ông Wider khuyên người tiêu dùng đăng ký nhận email của nhà bán lẻ vì có thể bạn sẽ nhận được mã giảm giá khuyến mại trong những tuần tới. Wider cũng cho biết thêm, những người mua sắm đang tìm kiếm những món quà cũ, hiếm hoặc là độc đáo với giá cả phải chăng. Cũng nên cân nhắc hãy tìm kiếm trên Facebook Marketplace. Một cách khác giúp bạn tiết kiệm tiền mua quà trong mùa lễ này là lập ngân sách chi tiêu. Khi bạn có ngân sách dành cho kỳ nghỉ, việc tìm kiếm các điều giảm giá và mặt hàng trở nên dễ dàng hơn. Một số ý tưởng quà tặng dành cho bạn Đối với những người mua sắm muốn chi dưới 50 đô la cho quà tặng, thì đồ điện tử và phụ kiện, dụng cụ nhà bếp, thẻ quà tặng, quần áo, phụ kiện, sức khỏe và thể dục hoặc là các lớp học nấu ăn trực tuyến là những lựa chọn được đề xuất. Đối với những người muốn chi dưới 30 đô la, các phụ kiện trang điểm và chăm sóc da cũng như là bộ dụng cụ trải chuốt, vớ, sách, đồ trang trí nhà cửa và thẻ tập thể dục là những đồ đề xuất thích hợp. Còn một gợi ý khác là giỏ quà tự làm. Năm nay chính sách đổi trả có thể thay đổi so với năm trước, một số nhà bán lẻ đã áp dụng phí hoàn trả lại cho các đơn đặt hàng trực tuyến. Vì vậy chúng ta nên hãy lưu ý, mặc dù các nhà bán lẻ dự kiến là sẽ giảm giá trong mùa lễ này, nhưng họ có khả năng thay đổi chính sách hoàn trả so với những năm trước. Ví dụ như là H&M sẽ sớm triển khai một mức phí khi chúng ta hoàn trả lại đồ ở châu Âu, trong khi Uniqlo Canada đã áp dụng nhiều nhà bán lẻ có thể sẽ rút ngắn thời hạn được quyền đổi trả hoặc là thực hiện chính sách không hoàn trả đối với các mặt hàng đã bán. Quý vị và các bạn đã lập danh sách cho các món quà sẽ mua cho dịp lễ Giáng sinh và năm mới cho năm nay hay chưa? Kinh phí của bạn là bao nhiêu và bạn đã bắt đầu mua sắm chưa? Hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận dưới nhé! Và phần thông tin của toàn cảnh chương trình Canada và Thế giới kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện tại Canada và thế giới đáng chú ý tuần qua. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!